Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn với admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Man United trả góp vụ mua Ronaldo trong 5 năm. MU mất cân bằng nghiêm trọng với Pogba và Fred. Ole Gunnar Solskjaer và hạn chế của ông ở MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU trả góp mua Ronaldo trong 5 năm, mỗi năm 3 triệu. John Matop đúng là bậc thầy về chuyển nhượng. Sau một thời gian im lặng, đến chiều hôm qua, Juventus đã chính thức đăng lên trang chủ của mình lời chào tạm biệt Cristiano Ronaldo. Đặc biệt, Juventus đã lên tiếng xác nhận hoàn tất thương vụ Cristiano Ronaldo chuyển đến Manchester United với mức giá 15 triệu euro, cộng thêm 8 triệu phụ phí được chi trả trong vòng 5 năm. Về phía Man United, công tác chuyển nhượng mùa hè này của họ với người đứng đầu là giám đốc thể thao John Matop và giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher thực sự đáng kinh ngạc. Họ đã đem về Jadon Sancho 85 triệu euro, Raphael Varane 41 triệu euro, Cristiano Ronaldo 15 triệu euro và tất cả đều là những thương vụ trả góp trong 5 năm. Điều này có nghĩa với bản hợp đồng 2 cộng thêm 1 năm mà Man United ký với Ronaldo thì siêu sao người bồ có thể đi hết hợp đồng thì Man United vẫn chưa trả xong tiền cho Juventus. Đội bóng Italia sẽ nhận đủ số tiền chuyển nhượng từ Man United khi Ronaldo 41 tuổi. Paul Pogba, đàn anh hạnh phúc và muốn ở lại MU. Paul Pogba chỉ còn một năm hợp đồng với MU. Đội chủ sân Old Trafford rất muốn gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Pháp nhưng chưa nhận được lời đồng ý đàm phán nào. Tuy nhiên, những chuyển động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này của MU dường như đang tác động tới ý muốn của Pogba. Mới đây, anh đã khẳng định bản thân đang cảm thấy hạnh phúc tại Old Trafford. Pogba trả lời phỏng vấn: Man United luôn là đội bóng mạnh nhưng đội hình hiện tại là mạnh nhất với tôi từng thi đấu cùng. Với đội hình này, MU hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch. Dĩ nhiên đó vẫn là thử thách khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện. Hiện tại tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc, tôi cảm thấy thoải mái. Ngoài hạng Anh trở lại sau một kỳ nghỉ tuyệt vời nên tôi cảm thấy vui vẻ. MU mất cân bằng nghiêm trọng với Pogba và Fred. Nhiều phóng viên hỏi Ole Gunnar Solskjaer trong phòng họp báo sau trận Gover và MU rằng Pogba chơi ở đâu. Solskjaer đáp lại: anh không xem trận đấu à, không thấy Pogba chơi ở đâu sao, anh xem lại trận đấu đi là biết ngay thôi. Thực ra Solskjaer thừa hiểu ý tay phóng viên là gì, nhưng khi bàn về chuyện kéo Pogba đá lùi xuống ở trận gặp Gover, huấn luyện viên người Na Uy muốn nhìn vào mặt tích cực hơn là tiêu cực. Pogba trước đó tỏa sáng rực rỡ với 5 kiến tạo cho MU trong 2 trận gặp Leeds United và Southampton khi anh chơi ở cánh trái trong bộ 3 tấn công của Quỷ Đỏ. Nhưng đấy lại là vị trí ưa thích của Ronaldo, người MU vừa chiêu mộ. Không biết có phải Solskjaer muốn thử lại Pogba đá lùi để xếp CR7 chơi đúng chỗ sở trường hay không? Đá cặp với Fred ở khu trung tuyến, Pogba không gặp khó khăn gì khi MU cầm được bóng. Pogba đã vài lần tìm thấy Bruno Fernandes đã phát huy được tầm ảnh hưởng của mình khi vô vào thăm tơn không còn giữ được khả năng pressing khó chịu như hiệp 1. Với các cầu thủ tấn công chơi phía trước của MU, Pogba có nhiều lựa chọn để chuyền bóng. Oli khen ngợi tiền vệ người Pháp: Paul đã kiểm soát được trận đấu, nhưng vấn đề nảy sinh khi MU mất bóng và bị Wolves phản công nhanh. Hai lần ngay đầu trận đấu Quỷ Đỏ hú vía sau những lần lên bóng thần tốc của đội chủ nhà. Đầu tiên, Adam Traore lướt qua Pogba và Fred và nhanh chóng đối mặt với Varane. Không lâu sau đó, Ruben Neves phản công. Pogba bám theo nhưng phải cần đến pha can thiệp của Wan-Bissaka. Man United mới ngăn được Francisco Trincao ghi bàn. Fred đều tỏ ra mất tập trung trong hai tình huống nói trên. Tiền vệ người Brazil là người trao bóng cho Adam Traore. Fred vẫn bị đánh giá là không đủ phẩm chất đá tiền vệ thủ cho một đội tranh vô địch ngoại hạng Anh. Khi Fred đá cặp với Pogba thì nỗi lo còn lớn hơn nữa. Trong các trận gặp Leeds và Southampton, MU không bị đối phương phản công nguy hiểm như thế, nhưng đấy là khi đối tác của Fred ở trung tâm lần lượt là McTominay và Fred. Trước Wolves, Greenwood cho thấy anh có thể vẫn chơi tốt khi phải quay lại đá cánh phải để lấy chỗ cho Cavani đá trung phong. Cánh trái đã có Sancho đảm trách, sắp tới sẽ có thêm Ronaldo đá tấn công, MU có nhiều lựa chọn tốt cho hàng công. Vấn đề là Oli xếp Pogba đá ở đâu? Trước Wolves, Oli đã cố gắng giữ Pogba lại trên sân và suýt nữa MU thua trận vì đội hình mất cân bằng, nhưng không phải đội nào cũng nhân từ như Wolverhampton. Ronaldo sắp tới sẽ lấy vị trí của ai đó trong đội hình xuất phát của MU. Rashford cũng trở lại, nhưng cầu thủ phù hợp nhất để giúp MU duy trì sự cân bằng ở khu trung tuyến là McTominay lại chưa trở lại. Việc thiếu một tiền vệ phòng ngự chất lượng có thể đã không khiến MU gục ngã trước Wolves, nhưng nếu điểm yếu đó không được khắc phục kịp thời, MU có thể thất bại trong cuộc đua vô địch mùa này. Ronaldo sẽ giúp Mason Greenwood trở nên vĩ đại. Trong những mùa giải gần đây, tiền đạo Mason Greenwood trở thành vượt bậc trong áo MU. Ngôi sao sinh năm 2001 trở thành lựa chọn thường xuyên trong đội hình của huấn luyện viên Solskjaer. Ở trận đấu gần nhất của Quỷ Đỏ trước Wolves, anh là người ghi bàn thắng duy nhất giúp MU giành chiến thắng 1-0.
Trước đó, trong hai trận đấu với Southampton và Leeds, Mason Greenwood cũng đều ghi tên mình lên bảng tỷ số. Cầu thủ này đã có 20 bàn ở ngoại hạng Anh, trong top 5 cầu thủ dưới 20 tuổi ghi nhiều bàn nhất giải đấu. Chân sút của MU xếp thứ 4. Trong thời gian tới, Greenwood sẽ được tập luyện và thi đấu bên cạnh Cristiano Ronaldo, một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm gần đây. Cựu trung vệ của MU, Rio Ferdinand tin rằng siêu sao người bồ có thể giúp Greenwood trở thành một cầu thủ vĩ đại, anh nói qua kênh YouTube 5. Greenwood đang trưởng thành vượt bậc, cậu ấy là mẫu cầu thủ tấn công đa năng và toàn diện. Greenwood có tốc độ và kỹ thuật đá cá nhân tốt. Cậu ấy nhanh và khéo. Cậu ấy cũng rất dứt khoát và chính xác ở những tình huống cần phải xử lý nhanh chóng. Cậu ấy là sự kết hợp giữa điềm tĩnh của Van Persie và khả năng dứt điểm của Van Nistelrooy. Chắc chắn rằng việc học hỏi từ Ronaldo và Cavani mỗi ngày sẽ giúp Greenwood tiến bộ vượt bậc. Cậu ấy có thể trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong vài năm tới. Man United đang có một cầu thủ thụt lùi sau 6 năm. Anthony Martial, người đã và đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ đến từ người hâm mộ. Trong 6 năm khoác áo Man United, tất nhiên là có những thời điểm Martial khiến tất cả phải trầm trồ về tài năng của mình. Nhưng trong phần lớn thời gian, chân sút người Pháp chỉ mang đến sự thất vọng, đặc biệt là trong 2 năm gần đây. Martial so với thời điểm vừa đặt chân đến Old Trafford, thậm chí còn có phần thụt lùi thay vì tiến bộ. Ở tuổi 25, Martial không còn được xem là một cầu thủ trẻ, thế nên chẳng có lý do gì để Solskjaer tạo điều kiện cho anh ra sân thường xuyên để phát triển tiềm năng. Hơn hết, với Solskjaer, đây còn được xem là một mùa giải mang tính quyết định đến tương lai của ông. Nếu tiếp tục trắng tay, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Na Uy sẽ nhận được chát sa thải từ ban lãnh đạo Man United sau khi họ đã mang về cho ông 2 bom tấn đất giá trong mùa hè này. Nhìn chung, Solskjaer không thể cứ tiếp tục kiên nhẫn với Martial và nếu thực sự muốn cứu vãn lấy sự nghiệp, trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới thì có lẽ tiền đạo này nên rời khỏi Old Trafford và tìm kiếm một biên độ mới. Van der Beek hài lòng với kế hoạch tương lai ở MU. Phát biểu trên tờ The Telegraph trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, người đại diện của Van der Beek đã chia sẻ thẳng thắn. Tất cả mọi người ở MU đều biết Van der Beek không thể có thêm một mùa giải giống như những gì đã xảy ra ở mùa giải trước. Trong quá trình khởi động trước thêm mùa giải mới, huấn luyện viên Solskjaer cho thấy ông ấy đã có một kế hoạch rõ ràng với thân chủ tôi. Trước đó, người hâm mộ MU cũng đã chào đón sự xuất hiện của Van der Beek ở Old Trafford, nhưng điều quan trọng là huấn luyện viên Solskjaer đã nói với báo chí Anh rằng ông ấy xem thân chủ tôi là một phần quan trọng trong kế hoạch. Chúng tôi hài lòng với những gì thuyền trưởng MU đã chia sẻ. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng trong thời gian tới, Van der Beek sẽ được huấn luyện viên Solskjaer sử dụng nhiều hơn. Van der Beek từng được MU mua về từ Ajax hồi hè năm ngoái với mức giá lên đến 35 triệu bảng, giao ngay và 5 triệu bảng còn lại là phí phát sinh. Tuy có giá cao như vậy, song Van der Beek lại thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị do không có thể cạnh tranh vị trí chính thức với những ngôi sao như Bruno Fernandes hay Paul Pogba. Sau khi bỏ rơi cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan ở trận MU hòa Southampton cuối tuần qua, huấn luyện viên Solskjaer của Quỷ Đỏ từng chia sẻ: Van der Beek khiến tôi cảm thấy thực sự hài lòng, cậu ấy đang trong thời gian lấy lại thể trạng tốt nhất. Nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này, Van der Beek sẽ có cơ hội ra sân trong thời gian tới. Huyền thoại Ferdinand gửi lời xin lỗi tới Phil Jones. Buông lời chỉ trích Phil Jones nên ra đi nếu có tự trọng, huyền thoại Rio Ferdinand mới đây đã chính thức có lời xin lỗi. Từng gắn bó với nhau trong 3 mùa giải, Rio Ferdinand ấn tượng với tiềm năng của Phil Jones nhưng cảm thấy khó hiểu vì cầu thủ này tới giờ vẫn gắn bó với MU dù không được ra sân thi đấu. Anh bày tỏ Jones nên chủ động tìm kiếm một biên độ mới. Nhưng theo thông tin mới nhất, huấn luyện viên Solskjaer đã chia sẻ tình hình chấn thương của Jones và thừa nhận cầu thủ này đã trải qua 18 tháng cực kỳ tồi tệ. Chính vì vậy, Rio Ferdinand đã gửi lời xin lỗi tới đàn em. Ferdinand cho biết: Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Phil Jones và bất cứ ai ở Man United đã từng gắn bó với cậu ấy. Từ những chia sẻ của người trong cuộc, Phil Jones thực sự gặp vấn đề với những chấn thương. Bruno Fernandes mới chỉ có buổi tập đầu tiên cùng Jones tuần trước, cho thấy Jones đã phải rời xa sân cỏ rất lâu. Bởi vậy, tôi không biết rõ mọi chuyện cho tới khi nó được công khai. Vì vậy, trên quan điểm của một người từng dính chấn thương và biết rõ điều đó ảnh hưởng như thế nào, tôi xin giơ tay và gửi lời xin lỗi. Man City chờ đợi Haaland. Man City được cho là chốt giải pháp Erling Haaland cho vị trí trung phong sau khi hụt Harry Kane và không đạt thỏa thuận Cristiano Ronaldo. Dù vậy, những nguồn tin thân với Man City cho biết Haaland là mục tiêu của mùa bóng sau chứ không phải hiện tại. Man City dự kiến đàm phán với Dortmund về Haaland sớm là tháng riêng tới đây. Haaland có điều khoản giữa Dortmund mùa hè 2022 với giá 75 triệu euro. Man City không có ý định quay lại với Harry Kane nên tập trung vào cầu thủ người Na Uy. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này.
Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!